Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Đạo Uyên Hoàng Trọng Thủy chào lại với tất cả quý khán giả. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời quý vị vào trong trang nhà luocsaigontv.com và sơ qua về tình hình COVID-19 ở quận Cam và ở các nơi. Hôm nay thứ nhất là tin vui, bởi vì trong 24 giờ vừa qua, quận Cam có thêm 146 người nhiễm bệnh và chỉ có 4 trường hợp tử vong thôi. Trường hợp tử vong bây giờ càng ngày càng giảm. Những người ở trong bệnh viện, một số xuất viện, một số nhập viện, nhưng mà trường hợp nhập viện hiện nay đang được chữa trị cũng rất là tốt đẹp. Cái áp lực nhắm vào bệnh viện càng ngày càng giảm, rất là tốt. 146 trường hợp nhiễm bệnh mới và con số này rất đều đặn trong thời gian qua, giảm dần. Và cuối cùng chuyện gì xảy ra? Quận Cam bước vào ngạch cam, thưa quý vị, Orange Tier. Và ngạch cam có nghĩa như thế nào? Thì đây là tin vui cho các vị công giáo cũng như các Phật tử, bởi vì chùa, chiền, nhà thờ, đền thờ Hồi giáo, đền thờ Do Thái giáo, 50% capacity được mở cửa lại. Có những nhà thờ cả ngàn chỗ, hôm nay cũng được 500 chỗ mở lại. Tuy nhiên, đó là theo cái thông báo, còn tùy theo mỗi nhà thờ, thì chưa biết được các nhà thờ công giáo hiện sẽ cho phép giáo dân vào như thế nào. Các cha chắc cũng được chích ngừa hết rồi, thì hy vọng điều đó, cho nên các cha cũng giảm bớt cái mối lo tiếp xúc với giáo dân, cũng như các tu sĩ vân vân. Đây là cái kết quả mở cửa khi mà quận Cam bước vào ngay hôm nay, chính thức thưa quý vị, sáng ngày hôm nay là chính thức. Nhà hàng có thể 50% rồi, mặc dù chúng tôi biết là trước đó cả 1-2 tuần lễ này các nhà hàng ở quận Cam là mở cửa 50% hết rồi. Chúng tôi đi vào trong nhà hàng ăn thì thấy cái điều đó. Mặc dù người ta order to go cũng nhiều, bởi vì những ai mà chưa chích ngừa đó, họ cũng chưa dám bước vào nhà hàng ăn. Còn những người nào chích ngừa rồi thì bây giờ thấy là thoải mái để vào nhà hàng. Indoor bars mở cửa, outdoors mà thôi. Các quán rượu, quý vị thấy một vài nơi có những quán rượu nhỏ nhỏ đó vẫn không được mở. Họ được quyền mở ở bên ngoài, mang cái bàn ra ngoài cho người ta uống rượu. Outdoor stadiums, ví dụ như Dodger Stadium, rồi cái stadium ở quận Cam, Angel Stadium, mở cửa 33%. Cho nên mùa này là mùa baseball. Và bắt đầu tối hôm nay, trận baseball đầu tiên sẽ có người vào xem. Một năm trời rồi, thưa quý vị. Theme parks, Disneyland được phép mở 25%, nhưng mà Disneyland nói rằng chờ đến cuối tháng mới mở. Movie theaters, museum, zoo, bảo tàng, viện sở thú, aquariums, các viện hải dương học cho các em vào 50% capacity. Cho phép 50%, và điều này cũng tốt. Cũng có nghĩa là nếu quý vị phải chờ đợi bên ngoài, thì nếu mà có ai ra thì mình được phép vào, miễn làm sao có con số là 50%. Tuy nhiên đây chỉ là regulation, các quy định được đưa ra thôi. Còn những các cơ sở thương mại này họ lại tiếp tục tùy theo cái tình hình. Bởi vì chúng tôi vẫn thấy có những cơ sở thương mại lớn mở cửa thoải mái luôn. Chúng tôi không thấy gì là 50% sau khi đã đi mua sắm vào hôm cuối tuần vừa qua. Nhưng mà ít nhất thì các cơ sở thương mại này sẽ không bị kiểm soát hoặc là bị các sở vệ sinh dòm ngó nếu mở cửa quá nhiều. Liên quan đến tình hình của Pháp thì ngày hôm nay không được vui cho lắm, bởi vì tối ngày hôm qua ông Macron, Tổng thống Pháp, tuyên bố phải giới nghiêm lúc 7 giờ tối. Trường học ngày hôm nay cho biết
là trường học lại đóng cửa lại. Pháp mở cửa trường học trong thời gian qua và người ta lại thấy cái số trường hợp nhiễm bệnh lên quá cao. Cả châu Âu ngày hôm nay số trường hợp lây nhiễm nó vượt qua nhiều so với Hoa Kỳ. Thứ nhì là vùng châu Mỹ Latin, rồi mới đến thứ ba là Hoa Kỳ, sau đó là châu Á. Nhìn chung Hoa Kỳ ngày hôm nay, nếu mà các nơi đi vào cái ngạch cam tương tự như California thì chúng ta thấy nhờ cái tiến trình chích ngừa ngày càng nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì công ty Johnson & Johnson đưa ra một cái tuyên bố, đó là đáng lý ra đầu tháng này họ sẽ nhận được một cái số lượng là 15 triệu liều COVID vaccine, nhưng mà bị cái vấn đề về quality control đến từ một trong những cái công ty cung cấp một trong những cái ingredient để mà họ tạo ra cái loại COVID vaccine đó bị làm sai phạm, cho nên là bây giờ 15 triệu liều này phải bị hủy hết. Thưa quý vị, thì cái loại vaccine của Johnson & Johnson đó vốn là từ trước họ sản xuất ở nước ngoài, nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây để gia tăng cái số lượng mà cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ thì họ mới đặt hàng một trong những cái ingredient từ công ty Emergent BioSolutions nằm ở tại Baltimore, thưa quý vị. Và đây cũng là cái công ty chuyên cung cấp cái loại những cái loại ingredient cho AstraZeneca. Công ty này họ chuyên về những cái ingredients cho thuốc nhiều loại vaccine lắm, không chỉ riêng về COVID vaccine này. Thì phía Johnson & Johnson họ nói là vào đầu tuần này đó, một cái batch đầu tiên từ cái công ty này đưa cho họ, thì sau khi kiểm tra thì họ phát hiện là nó không có đúng, không có pass được cái quality control của Johnson & Johnson. Và sau khi mà điều tra đó thì phía Emergent BioSolutions họ mới phát hiện là những cái nhân viên trong cái xưởng này đó, họ đã trộn lẫn hai cái liều những cái liều ingredient của Johnson & Johnson với lại cái vaccine của một cái công ty khác, họ mixed up luôn, thưa quý vị. Cho nên bây giờ là không có cứu được nữa, 15 triệu liều này phải bị hủy bỏ. Và phía FDA cho biết là họ cũng đã nhận được thông báo và họ sẽ mở cái cuộc điều tra về cái việc này. Uổng quá, có một người mang thùng, một cái thùng lớn cho tôi chụp thấy cái hình mà hôm qua một cười quá trời luôn. Kiểm soát như thế nào mà để một cái thùng này, cầm cái thùng này đổ vô để mà trong lúc mà trộn những cái ingredient. Trong khi đó thưa quý vị, OC Fair, chúng ta đã nghe đến những cái tin tức về cái hội chợ mà hàng năm tháng mùa hè đó, cả năm nay là đóng cửa im lìm luôn. OC Fair cũng là nơi mà từng tổ chức hội chợ Tết đó, thưa quý vị. Thì bây giờ trước khi mà mở cửa trở lại vào mùa hè này, và chắc chắn mùa hè này và sẽ mở cửa để mọi người vào vui chơi, thì ngày hôm nay OC Fair lại là nơi quý vị có thể vào để chích ngừa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nhiều tiểu bang hồi sáng nay ghi nhận được cho phép trẻ em từ 16 tuổi trở lên là được ghi danh chích ngừa rồi. Cái số lượng liều chích ngừa ngày càng nhiều. Trở lại với tin chất Johnson một chút xíu, thưa quý vị, Johnson nói rằng mặc dù là ảnh hưởng như thế, họ vẫn sẽ cung cấp cho nước Mỹ 20 triệu liều từ bây giờ đến cuối tháng 4 này, và dự trù trong năm nay có thể sản xuất lên tới 1 tỷ triệu liều của Johnson & Johnson. Từ ngày hôm qua thì OC Fair bắt đầu mở cửa, và những ai mà ghi danh, quý vị có thể lái vào đây một cách dễ dàng. Hiện nay thì lái vào và sẽ được chích ngay ở trong xe. Tin vui nữa cho thuốc liệu lúc chủng mà quý vị chích, nhất là những ai vừa chích Pfizer đó, thì hy vọng Moderna ngày mai cũng sẽ cung cấp cái kết quả báo cáo sau 6 tháng tương tự như Pfizer. Pfizer cùng với BioNTech cho biết ngày hôm nay họ tiếp tục theo dõi những người đã nằm trong cái đợt mà thử nghiệm đầu tiên, tức là 30-40 ngàn người đó, cho đến giờ phút này là 6 tháng đã trôi qua. Sau khi thử máu và xét nghiệm cái độ mà kháng thể trong cơ thể của những người này, sau 6 tháng vẫn tiếp tục đạt được sự hữu hiệu như thường, thì đây là tin rất tốt. Và như vậy, những quý vị nào đang và đã được chích ngừa Pfizer đó, chuẩn bị chích Pfizer, thì càng thêm niềm tin là ít nhất 6 tháng tới mình được bảo vệ. Bởi vì đây là một trong những vấn đề đã được thảo luận, liệu rằng một liều thuốc chủng
hoặc là hai liều thuốc chủng sẽ bảo vệ cơ thể của chúng ta kéo dài bao lâu? Ngay cả bác sĩ Fauci cũng không có được câu trả lời chính xác vì lý do họ phải chờ cái kết quả xét nghiệm của ngay công ty sản xuất thuốc chủng đó. Đó là Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson cũng như AstraZeneca v.v. Tuy nhiên đây là báo cáo đầu tiên có được trong ngày hôm nay khi mà Pfizer nói rằng chúng tôi xem lại những người đã được chích ngừa hai liều quý vị nha. Phải hai liều mới được. Thì cho đến giờ phút này 6 tháng đã trôi qua, những người này vẫn tiếp tục không bị lây nhiễm bởi COVID-19. Thì đó là một tin rất là vui, tạo thêm sự tự tin cho chúng ta. Và hy vọng Pfizer sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm 3 tháng nữa hoặc 6 tháng nữa, có nghĩa là chúng ta có được 9 tháng tới 12 tháng để bảo vệ cơ thể của chúng ta. Và nếu như vậy, 1 năm có thể là chúng ta chỉ cần chích ngừa 1 lần thôi, thay vì 2 lần. Bởi vì nếu mà cái thuốc chủng hiện nay mà không có kết quả hữu hiệu trong vòng 1 năm, thì có khả năng cứ 6 tháng hoặc là 9 tháng chúng ta phải chích ngừa 1 lần. Vâng, thưa quý vị. Và FBI cùng với US Coast Guard ở khu vực các quần đảo Virgin Islands đó, thưa quý vị, họ đang phối hợp điều tra cái vụ mất tích của một nữ du khách người Anh Quốc. Mà bây giờ những cái tình tiết xung quanh cái chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi mà tụ chung đều chỉ về cái người bạn trai của cô gái này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.